Anh xin lỗi, hôm nay anh về hơi muộn. Không sao, em hiểu mà. Trời ơi, em đi. Về muộn như thế chắc chắn là có vấn đề. Cái này phải là 3 đến 4 nháy rồi mới về muộn như thế được. Mày đi chơi con nào về muộn đúng không? Mày nói dối tao đúng không? Mày muốn gì hả? Mày định cắm tao bao nhiêu cái rừng hả? Mày đi chơi với Hạnh, mày đi thần riêng chứ mày đi gì hả? Đâu? Mày thích cãi không? Nói một câu, nói một câu mày thích cãi một câu rồi à? Vâng. Đi về. Cút về. Tao nói mày đi thì mày đi đấy à? Nằm nghiêng đi. Nằm nghiêng lên. Nằm nghiêng người. Trời đẹp quá, mặc quần trắng đi trắng. Bác.